đến nên gắng công phu tụng niệm sám hối lo tu cho mình, đừng cho sanh tử vô tình, vô tình ông đến cướp mình nào hay. Xa, làm lành kiêng ác phôi pha tâm ta, hành thâm chân lý Phật đà, tâm từ rộng mở thăng hoa ta bà. Phật đà tâm từ rộng mở.